Mọi người bây giờ mấy anh chị em đi đến cái tòa tháp ở thành ở cái khu Kang Sala mọi người. Đây là gần cái bậc thang ở trong rừng á. Ở trên này, trên cái đỉnh này thì có một quán cà phê và có cái view nhìn xuống thành phố từ trên cao rất là đẹp. Mình thì chưa đi bao giờ nhưng mà chị gái mình là đưa mình đến đây để có thể ngắm cảnh mùa đông. Ở đây rất là cao mọi người. Đó. Trời ơi, phần lên tiếp nữa. Biết là Lisa. Cao quá. Lên tới nơi rồi mọi người. Em bé chơi kìa. Nhìn nguy hiểm vậy chơi. Trời ơi, đi bộ mà xuống thành dưới đó. Đó, ông ba la là không có được đi đó đâu. Sợ tệ. Người già người ta đi chợ bờ tới đây luôn. Đó, có những cái cây trống như vậy á. Wow, thấy quán cà phê rồi kìa mọi người. Nhìn cá đó chưa? Cho mọi người coi này. Mặt trời bây giờ mình nhủ lên. Kang Sala kìa. Người ta mà đông dắt chó đi bộ. Con chó này nó đứng ra nó nhìn mình luôn. À, từ đây có thể nhìn thấy sông. Sông đóng băng á mọi người. Đó, đâu kia. Nhìn thấy cái sông đóng băng. Lên trên đi hả chị? Em sẽ đi bộ lên cái tòa tháp này để nhìn xuống. Ok. Mở không? À. Đi lên. Cái tòa. Từ lên đó hả? Từ lên không có ai ở đây. Hơi trơn, đóng băng nha, quá rồi chồng ạ. Băng cầu thang băng gỗ luôn, mày ghê chưa? Quá, nhiều bậc ghê luôn. Đi. Con nữa luôn. Rồi đi phải nhìn xuống, ua. Chỗ này rất là trơn. Ok, đây là tới đỉnh đó mọi người. Hồ đóng băng trắng xóa luôn kìa. Yeah. Ở bên anh người ta đang chụp hình hay sao ấy. Người ta đang chụp hình mọi người. Chụp hình nhá, đó. Chụp hình đẹp. Có một trường chị làm mẫu. Ê, cái đó là cái gì chứ chị? Cái đó tôi ơi. Chị, cái đó là để làm gì? Trượt băng hả? Thôi, tự xây luôn hả? Wow, đẹp. Mọi người, hai vợ chồng mình đã đến nhà bà rồi. Tuyệt đây luôn là tuyệt. Xuống xe. Yeah, mọi người, bây giờ thì như mỗi năm hai vợ chồng mình bắt đầu chuẩn bị làm chuẩn bị làm ống da tuyết mọi người. Đây, bây giờ hai vợ chồng mình sẽ làm ở trước sân nhà của
miền ngoài của Yaco mọi người. Lúc này đang nói thì Yaco chỉ cho mình cái chỗ chân của mấy con thỏ mọi người. Này, thỏ chạy á, đó. Rồi bây giờ Yaco đang con bắt đầu làm cái đầu rồi. Đó. Giờ mình sẽ làm đây mọi người, mình sẽ để điện thoại ở đâu đó quay lại cho mọi người xem. Mọi người này hai vợ chồng xây được tương lai. Tại vì mình quên cái để điện thoại á, xong rồi không biết để điện thoại đâu mà giờ tuyết đang rơi nè mọi người, tuyết rơi ướt ướt á, mình không có biết để điện thoại đâu cho nên là nãy giờ chăm chú làm chứ không có quay được. Giờ đến cái khúc một tí nghỉ thì quay lại cho mọi người xem đến cái giai đoạn này. Đây là vẫn là cái thân hồi đầu là chỉ đau đến đây thôi mọi người. Trong hai vợ chồng tính cái này là đến cái thân. Cái này là phần phải dưới trong thiếu cái đầu, nhưng mà mình tại vì nhiều tuyết cho mình nghĩ là thôi đằng đấy làm cho con nó to luôn đi. Thì giờ hai vợ chồng lại làm hôm nay mới là đến cái phần ở dưới thôi mọi người, còn thiếu cái phần thân nữa, thân trên rồi cái đầu nữa. Giờ thì mình sẽ phụ giúp cô làm tiếp đây. Ngồi có cái quần này là quần để mà đi mua đóng á, nó không có bị thấm tuyết thấm nước á mọi người. Thực ra quần này thì nó cũ lắm rồi, chứ mà nên nó ướt rồi này. Chứ mà cái quần mà kiểu mới này nó chất lượng tốt hơn thì nó sẽ để cho trẻ em hay là người lớn chơi những hoạt động về tuyết như thế này mọi người, để không có bị thấm nước. Thôi bây giờ mình sẽ làm tiếp đây. To lắm rồi. Đây là tay của ba rất là to để nó không có bị lành tay. Mọi người bây giờ là 3:30 chiều mọi người, làm từ lúc trời vẫn đang còn sáng bây giờ này. Nó tối rồi mọi người ơi, bắt đầu trời bắt đầu sầm tối lại rồi. Giờ thì đến giai đoạn gọi là trang trí thôi, thêm mắt, thêm mũi, thêm miệng, thêm này nó chân tay cho ông già Noel. Thành quả của hai vợ chồng vẫn chưa hoàn thiện nhưng mà nhìn từ xa cũng khá là ok mọi người ha. Dạ, cô đang vào trong kia lấy đá để mà làm mắt cho ông già Noel á. Trời ơi, tuyết rơi nhiều quá là nhiều. Tuyết này rơi xuống là nó ướt đó mọi người. Tuyết những cái mà nhỏ nhỏ như vậy á. Dạ, cô đang còn cắt pizza mọi người. Tämä huono, mutta se on hampaa ja tässä rullassa. Onko se aurajuusto? Joo, aurajuusto. Kenellä pepperoni vai jalapeño? Jon laittaa tänne, Edi. Hai lai pizzaa minä. Kenellä kaa? No sanoit vaparin pizzaa nyt sitten. Oh. Miltä se nyt näyttää? Onko siinä mitään täytä? Täällä penjo pepperoni. Kenellä kinkkuu mun nyt? Ei hirveän valtavia pizzaa kyllä. Ei oo. No eipä, oli nuo kalliita.